Hi, chào các bạn. Thì hôm nay mình làm video này hướng dẫn các bạn vệ sinh cái máy lọc không khí hiệu 6 nhé. Trước tiên ta muốn vệ sinh cái máy lọc không khí hiệu 6 thì chúng ta phải tắt nguồn. Sau đó chúng ta mất dây điện ra. Đây, mất dây điện ra nha các bạn. Thì vệ sinh là có rất là nhiều bước, nhưng mà ở đây mình nói ngắn gọn cho nó nhanh. Chúng ta chỉ cần bấm cái này để tháo cái lọc nước ra, tháo cái bình chứa nước nó ra. Nữa là vệ sinh là rất là. Sau đó thì chúng ta tháo cái lọc không khí tạo ẩm của nó ra. Bây giờ có cái trục này. Chúng ta chỉ cần tháo rời nó ra rồi đi đem đi vệ sinh, đem đi rửa mấy cái ống này. Thì sau lưng của nó có rất nhiều cái màu tháo từ lớp ra. Cái này chúng ta hay đi xịt gió thì nó mới rất là tốt, chứ rửa bằng nước nó sẽ không, mà nó không khô. Sau thời gian dài xài thì sẽ rất là nhớ. Để chỉ cần tháo ra sạch gió. Sau khi tháo ra sạch gió rồi, chúng ta chỉ cần để chúng ta đi cực. Cái chục mà lọc gió bụi ẩm thì chúng ta vệ sinh xong chúng ta để ngay ngắn lại và để vô cũ thôi. Rồi tới cái bình nước ta mở ra để nước đầy luôn rồi dặn nắp lại, rồi để vô vị trí cũ thôi. Thank you.